Trang trại của chị Vương Ái Lan, ngụ ấp Bình Thạnh, xã Bình Hòa, phát triển mô hình mới mà địa phương chưa có là xây dựng trang trại nuôi lươn không bùn, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Với diện tích toàn bộ trang trại trên 3.000 m2, đến nay chị Lan đã phát triển diện tích nuôi lươn không bùn được khoảng 600 m2, trong đó vừa thả nuôi lươn thịt thương phẩm và nuôi lươn giống để cung ứng cho nhu cầu của thị trường. Với niềm đam mê, chị Lan đã phải vay mượn nguồn vốn từ người thân trong gia đình và bạn bè để thuê đất, quyết tâm thực hiện mô hình này. Tuy nhiên, do ban đầu chưa có kinh nghiệm, thiếu kiến thức nên việc nuôi lươn gặp rất nhiều khó khăn, nhiều lần thất bại. Khi mà mình mua về thì cái môi trường nước nhiều khi lúc đầu thì mình không có rành, pH nước thì mình cũng không có biết để đo. Thì khi mình nuôi thì nó cũng chết rất nhiều. Sau một quá trình nuôi thì cũng có kinh nghiệm, bây giờ thì mình hướng dẫn cho khách hàng là trước khi nuôi thì phải xử lý nước phù hợp thì mới nuôi được con lươn. Chị Lan từng thuê xe lên tận Tây Ninh học hỏi thêm về mô hình nuôi lươn không bùn, đồng thời chị lên mạng học hỏi thêm kiến thức và kỹ thuật nuôi. Theo kinh nghiệm của chị Lan, nuôi lươn không bùn không khó, quan trọng nhất là phải đảm bảo được độ pH trong nước. Để con lươn sinh trưởng và phát triển tốt thì độ pH từ 6,5 đến 8 là bảo đảm. Thức ăn chính của lươn là cám viên trộn trùng quế hoặc dịch trùng quế. Nếu không có trùng quế, có thể cho ăn thức ăn công nghiệp. Lươn nhỏ cho ăn 2 lần một ngày, còn khi lớn chỉ cần cho ăn 1 lần một ngày. Nuôi con lươn so với những cái con khác á, thì con lươn nó ít bệnh tật hơn. Với lại trong quá trình mình nuôi đến cái thời điểm mà giá thấp thì mình không bán, mình có thể nuôi nó lớn thêm nữa, mình bán thì cái lợi nhuận của con lươn thì mình không sợ lỗ. Nếu mà bán 140.000 một ký là lợi nhuận đã được 50%. Chi phí để nuôi được 1 kg lươn thịt thì cần 3 kg mồi, lợi nhuận đạt khoảng 30-60% giá thành nuôi tùy thời điểm. Với giá bán lươn thịt hiện nay vào khoảng 180.000 đồng 1 kg, song trang trại của chị không đủ hàng để bán. Không chỉ thành công với mô hình nuôi lươn thịt không bùn, qua thử nghiệm và nghiên cứu, đến nay trang trại còn có thể nuôi lươn đẻ để tự sản xuất con giống, cung ứng cho trang trại và nhu cầu nuôi của thị trường khắp các tỉnh trong cả nước. Hiện mô hình nuôi lươn không bùn đang là mô hình điểm để Hội Nông dân xã tổ chức nhân rộng.